Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Fucoiden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Fucoiden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452-067-535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Kính thưa quý khán giả của Vietfay TV, một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý vị với chương trình Điểm báo Thế giới. Và cùng đồng hành với chúng tôi như thường lệ là luật sư Lưu Tường Quang. Dạ, xin chào luật sư Lưu Tường Quang. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Vietfay TV. Thưa luật sư Lê Tường Quang, tuần này chúng ta nói chuyện về các vấn đề thời sự thế giới thì nó cũng là thời điểm đánh dấu một năm ngày Liên bang Nga xua quân tấn công Ukraine. Thì theo những cái thông tin mà được tiết lộ ra đó, thì Tổng thống Putin được giới tình báo của Nga cho biết là trong 3 ngày sẽ chiếm thành phố Ukraine, sẽ có hàng ngàn người ra đường chào đón quân lính của Nga, và Nga sẽ biến Ukraine trong một khoảng thời gian rất ngắn trở thành một tỉnh, có nghĩa là hoàn toàn đồng hóa. Và cái giấc mơ gọi là đế quốc của Nga vào cái thời xưa trước đây mà đã từng có đó sẽ được thực hiện rất là nhanh chóng và rất là dễ dàng. Thì cái thực tế một năm sau đó thì nó không là như vậy. Tuy nhiên, cũng trong trước cái thời đánh dấu một năm cái ngày chiến tranh này đó, thì bên Trung Quốc Bắc Kinh cũng đã công bố một cái kế hoạch hòa bình gồm có 12 điểm. Thì bây giờ trước khi chúng ta đi vào cái lập trường của Bắc Kinh, thì bây giờ tổng quát cái cuộc chiến Ukraine này, luật sư Lưu Tường Quang nhận xét là một năm qua nó cho chúng ta những cái bài học gì và nó có những cái ý nghĩa gì quan trọng mà thế giới cần phải lưu ý? Cái ý nghĩa quan trọng nhất là cái bài học lịch sử các quốc gia phương Tây, những ai mà đã từng mơ mộng có thể làm ăn buôn bán, có thể hợp tác với Moscow dưới thời của ông Putin, thì chắc chắn phải nhận được rằng cái chế độ Putin nó không phải là một chế độ có thể dẫn đến một cái sự hợp tác trong hòa bình hay là trong cái ổn định. Cái điều này nó chứng tỏ rằng một trong những cái biến cố quan trọng nhất của châu Âu trong thời kỳ hậu chiến thứ hai, thế chiến thứ hai, là cái nền an ninh của châu Âu bây giờ trở nên bị đe dọa từ một cường quốc cũ rất lớn là Liên bang Xô Viết, bây giờ trở thành Liên bang Nga. Thì cái vấn đề võ thiếu nguyên tử của họ vẫn còn, nhưng mà cái sức mạnh kinh tế của họ rất yếu. Cho nên đó là tôi cho là cái một bài học lịch sử đáng ghi nhớ. Cái bài học lịch sử thứ hai đó là mặc dù phương Tây đã cố gắng rất nhiều nhưng mà vẫn thất bại trong cái việc mà phân tán hay là phân chia giữa Moscow và Bắc Kinh. Mặc dù thì ông Tập Cận Bình theo dõi một cái chính sách có thể gọi là thực tế, nhưng mà trong cốt lõi vẫn là cái chính sách ủng hộ ông Putin. Cái đó là tôi cho là cái phần thất bại trong cái cuộc chiến Ukraine mà phương Tây muốn tìm cách để có thể đưa lại cái sự chiến thắng. Chiến thắng đây không có nghĩa là chiếm đóng hay là lấy lãnh thổ của Liên bang Nga, mà chiến thắng đây có nghĩa là bảo vệ được cái sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đúng hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Thưa luật sư Lương Tùng Quang, tôi muốn đi sâu một chút xíu về cái điểm mà luật sư Lương Tùng Quang nêu ra. Đó là khi mà thế giới chậm, khi mà bên các quốc gia châu Âu, Liên Âu họ muốn làm ăn với Nga và họ nghĩ rằng cái mối quan hệ kinh tế đó sẽ là một cái rào cản hay là một cái tấm chắn sẽ giữ cho cái nền hòa bình của Âu Châu, là đặc biệt là chúng ta nhìn thấy các quốc gia như là Đức Quốc là cái quốc gia lớn và hùng mạnh nhất trong cái khối Liên Âu. Cho dù trước đây vào năm 2014, cái vụ thời Crimea là ông Putin ông đã xâm chiếm Crimea rồi sau đó gây hấn với Georgia và Moldova, những cái quốc gia mà thân gần ở bên Nga đó. Thì các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức đó, thì cũng là có thể nói là làm ngơ bỏ qua hoặc là có trừng phạt cho có lệ vậy, nhưng mà vẫn mở rộng cái mối quan hệ kinh tế, vẫn cho xây cất cái đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, và vẫn cho rằng, vẫn có một cái niềm tin rằng là nếu như mà châu Âu hợp tác làm ăn chặt chẽ với lại Nga đó, thì ông Putin ông sẽ không có sử dụng cái chiêu bài chiến tranh. Nhưng mà rõ ràng cái chính sách mà dùng kinh tế để mua hòa bình đó, rõ ràng nó đã bị, nó là không đúng và nó đã bị thất bại. Thì như vậy cái bài học đó nó có cái sự áp dụng như thế nào đối với các quốc gia khác trên thế giới, trong cái nước Úc của mình ở đây, với trường hợp của phía bên Trung Quốc, liệu cái chính sách mà dùng kinh tế giao thương để mua hòa bình, liệu cái bài học lịch sử mà chúng ta mới vừa thảo luận đó, nó có tái diễn hay không? Tôi nghĩ rằng tất cả những cái lý tưởng đó đều được chứng tỏ là sai lầm. Và nước Đức là một quốc gia mà chúng ta có thể nêu ra như là một thí dụ cụ thể. Tại vì ngay trong cái thời gian đầu của cuộc xâm lăng sau ngày 24 tháng 2, 2022, thì nước Đức là một quốc gia rất là do dự trong cái việc mà yểm trợ hay là ủng hộ Ukraine, là tại vì nước Đức muốn hy vọng có một cái chính sách hòa dịu hơn đối với không những Liên bang Nga mà còn đối với cả Trung Quốc. Và hy vọng rằng với cái sự giao thương, cái lấy thương mại để có thể dẫn tới một tình trạng mà trong quốc nội thì Nga và Trung Quốc có thể trở nên dân chủ hơn. Và trong quốc ngoại thì cái chính sách hung hăng, xác quốc chủ quyền hoặc là đe dọa chiến tranh nó sẽ giảm bớt. Nhưng mà cả hai cái vế đó nó đều sai hết. Tôi nói như vậy là tại vì thế này, là tại vì trước kia đó, trong cái thời mà chúng ta bây giờ chúng ta nói về cái trường hợp Việt Nam với Trung Quốc thì, hay là trường hợp nước Úc với Trung Quốc hay là Mỹ với Trung Quốc thì, là sau khi mà Hoa Kỳ đã cấm vận Việt Nam cho tới năm 1995, tổng thống Bill Clinton đã chấm dứt cái vấn đề cấm vận đó và tin rằng cái hợp tác về kinh tế để cho dân chúng được hưởng một đời sống giàu hơn thì họ sẽ đòi hỏi dân chủ. Cái đó nó hoàn toàn sai. Rồi tại nước Úc này đó, trong cái thời gian mà tôi trở qua đây với tư cách người tị nạn đó, trong thập niên 80 đó, thì những người mà quen lớn với tôi trước kia đó, trong cái thời gian tôi làm việc với tư cách khác đó, thì họ cũng lập luận y như vậy. Họ bảo ok, bây giờ đừng cô lập quá Việt Nam, đừng cô lập quá Trung Quốc, phải để cho họ phát triển, thì khi mà họ có cái bao tử no rồi đó, thì họ mới nghĩ tới vấn đề nhân quyền, họ mới nghĩ tới cái vấn đề dân chủ. Tôi không nhìn thấy cái đó nó xảy ra tại Việt Nam, tôi không nhìn thấy cái đó nó xảy ra tại Trung Quốc, mà tôi cũng không nhìn thấy cái đó nó xảy ra tại cái chế độ tài của Liên bang Nga, mặc dù mặc dù cái chế độ Cộng sản Liên Xô nó đã sụp đổ, nhưng mà nó thay thế từ một chế độ tài này sang chế độ độc tài khác. Cho nên tất cả những cái lý tưởng đó của cái giới học giả mà người ta gọi là liberal đó, một cái học giả mà có cái quyền hướng rất là cởi mở, rất là cấp tiến, họ chỉ mơ mộng. Mà trong cái số đó nó có cả ông Kevin Rudd của mình ở đây, cụ đồ sức ở đây nè. Có thể họ sẽ biện hộ rằng đó là một khi mà một cái xã hội mà cái giới trung lưu, the middle class, cái giới trung lưu mà nó phát triển, giống như luật sư Lương Tùng Quang nói, đại khái như họ giàu có, họ khấm khá, họ bắt đầu có tiền, họ đi ra du lịch, họ có TV và họ có thể tiếp cận được những cái thông tin một cách cởi mở, thì chính họ sẽ là cái động lực thúc đẩy cho những cái cải cách mà thiên về dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà theo luật sư Lương Tùng Quang nghĩ rằng đó, thì cái
Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái tình trạng mà kiềm chế hay là bóp nghẹt các cái ngôn sự tự do, gồm có tự do làm ăn, tự do đi tới đi lui, thì chúng ta cũng phải công nhận rằng từ một cái nhìn nào đó, cái ở Việt Nam nó đỡ hơn cái thời gian trước đây. Nếu mà đi lại cái thời bao cấp đó, thì chúng ta còn nhớ là ngăn sông cấm chợ đó, thì cái thời đó thì rõ ràng là cái sự bóp nghẹt nó rất là nặng nề. Nhưng mà bây giờ thì dù sao đi nữa nó cũng đã dễ thở hơn trước đây. Luật sư Tường Loan có concede, có ghi nhận là cái vấn đề mà cởi mở và mở cửa kinh tế đó, thì một phần nào nó cũng giúp cải thiện cho đời sống của người dân hay không? Tôi nhìn nhận hai điều. Luật sư thân chỉ nói là tôi nhìn nhận một điều, nhưng thật sự tôi nhìn nhận hai điều. Cái điều thứ nhất đó là cũng có những thành phần trong xã hội Việt Nam, trong xã hội Trung Quốc, trong xã hội Liên bang Nga đòi hỏi nhân quyền và tranh đấu cho nhân quyền. Những phần tử đó rất là can đảm mà tôi rất là thán phục. Chứ không phải là không có, cái điều đó nó có mà tôi nhận nhận như vậy. Cái điểm thứ hai đó thì đứng về phương diện quần chúng thì họ có cái đời sống tương đối dễ thở hơn, khá giả hơn. Cơm ăn áo mặc nó tương đối, nó không phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Nhưng mà cái vấn đề nhân quyền, cái vấn đề tự do dân chủ nó không tiến bộ được, là bởi vì nó thiếu một cái cấu trúc, nó thiếu một cái hạ tầng cơ sở, nó thiếu một cái critical mass để người ta có thể đạt được cái mục đích. Tại vì những cái chuột tranh đấu lẻ tẻ, những cái người rất là can đảm tranh đấu về nhân quyền thì họ đều bắt giữ, họ đều bị cô lập và họ đều bị thanh toán, thành ra cái kết quả nó không đạt được. Thì tôi đồng ý với luật sư Thân. Điều thứ nhất là công chúng tại các quốc gia độc tài đó có một đời sống khá giả hơn, dễ thở hơn. Điều thứ hai là trong cái xã hội bị bóp nghẹt như vậy, nó vẫn có những người, nó vẫn có những cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, nhưng mà nó chưa đến cái mức độ mà nó có thể trở thành một cái mối đe dọa lớn cho các chế độ độc tài, vì nó bị bóp nghẹt trong trước nước. Cái điều mà tôi thất vọng là những quốc gia dân chủ phương Tây đó, họ coi cái quyền lợi đất nước của họ trong vấn đề giao thương với chế độ độc tài như là Liên bang Nga, như Trung Quốc và Việt Nam đó, nó quan trọng hơn là cái vấn đề nhân quyền cho các dân chúng địa phương, tại vì nó không ảnh hưởng tới họ về quy trình đó. Mà có lẽ nếu mà họ là những lãnh tụ của các quốc gia đó thì họ nói thì chúng tôi phải làm như vậy, tại vì cái quyền lợi, cái trách nhiệm đầu tiên là chúng tôi phải nhìn về cái quyền lợi của quốc gia của chúng tôi, chúng tôi không thể nào nhìn vào cái quyền lợi quốc gia của các nước khác. Bây giờ tôi xin được trở lại với cái vấn đề Ukraine, luật sư Tự Quang, là bên Trung Quốc thì họ cũng mới vừa công bố một cái kế hoạch hòa bình gồm có 12 điểm và cũng đã có một số phản ứng rất là mau chóng. Mà trong khi đó chúng ta cũng ghi nhận là ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo Trung Quốc là có, hay là cảnh báo thế giới là Trung Quốc có dấu hiệu có thể cung cấp một số vũ khí sát thương cho Nga, hay là yểm trợ Nga trong cái cuộc chiến với Ukraine. Thì luật sư Lưu Thần Quang nhận xét như thế nào về cái ván bài này của Bắc Kinh? Họ đang coi như là đi cả hai nước, đi bắt cả hai tay, hay là họ đi cả hai nước, họ đứng bên này rồi họ đứng bên kia. Và ông Vương Nghị thì như chúng ta biết cũng coi như là vừa ghé thăm Moscow, có gặp ông Putin, có lẽ chuẩn bị cho cái chuyến công du của ông Tập Cận Bình sang hội kiến với ông Putin trong thời gian gần sắp tới. Cái điều đó đúng, là tại vì trong cái hội nghị an ninh ở Munich, tức là một cái thành phố lớn của nước Đức, thì ông Blinken, ông Ngoại trưởng Antony Blinken đã có gặp gỡ riêng một cách rất là bí mật với ông Vương Nghị. Ông Vương Nghị bây giờ thì trở nên một nhân vật quan trọng hơn về phương diện đảng, là tại vì ông rời khỏi cái chức vụ Ngoại trưởng với mà cái người kế nhiệm ông là ông Tần Cương. Nhưng mà đã sau khi mà rời chức vụ của chính phủ đó, thì ông lại nối chân của ông Dương Khiết Trì để trở thành một thành viên của Bộ Chính trị và làm trưởng nhiệm cái khối ngoại giao của Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Thì cái vai trò nó quan trọng hơn cả ông Tần Cương. Thì trong cuộc gặp gỡ tại Munich đó, thì ông Blinken đã nói rất rõ ràng, gửi một cái thông điệp rất là thẳng thắn là Trung Quốc không nên ủng hộ Liên bang Nga, và nhất là không có nên viện trợ quân sự cho Liên bang Nga. Thì tôi không biết là cái câu trả lời của ông Vương Nghị là như thế nào, nhưng mà tôi có cảm tưởng như là ông nói là Trung Quốc là Trung Quốc có một chính sách ngoại giao độc lập và phục vụ quyền lợi của Trung Quốc. Thì trong cái điểm này đó, ông Tập Cận Bình có vẻ đi theo một cái chính sách rất là thực tế, tức là ông ủng hộ về ngoại giao, ủng hộ trên tất cả các diễn đàn thế giới, ủng hộ cái cuộc chiến của ông Putin.
Nhưng mà đồng thời cùng một lúc thì ông vẫn làm ra vẻ như ông là tôn trọng của một cái cường quốc, cái tư cách, cái cung cách của một cường quốc, tức là không viện trợ hay là chưa viện trợ quân sự cho Liên bang Nga. Thì cái điều đó, đó một mặt thì ông giữ được cái bang giao tốt đẹp với ông Putin, mà họ đã từng nói là cái bang giao của họ đó, nó không có giới hạn. Và thứ hai đó là ông cũng giữ được một phần nào cái thế đứng không trên cái diễn đàn quốc tế. Nhưng mà cái kế hoạch 12 điểm mà Lưu Xuân Thân vừa mới đề cập của Bắc Kinh đó, thì thật sự tôi thấy có một nhiều cái phản ứng thì nó không có thực tế. Là tại vì cái quan trọng nhất mà không cần cái kế hoạch này, cái quan trọng nhất vẫn là cái việc mà Liên bang Nga chấm dứt xâm lăng của Ukraine, thì tất cả mọi vấn đề nó sẽ được giải quyết. Mà cái đó cũng là cái điểm mà ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, nhân cái ngày kỷ niệm một năm của cuộc xâm lăng Ukraine, ông cũng đã nói y chang như vậy. Ông nói là Liên bang Nga phải thứ nhất chấm dứt cuộc xâm lăng Ukraine để tôn trọng cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine với tư cách là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Và thứ hai là chấm dứt cái cuộc chiến đó, nó cũng là một cái nhiệm vụ của một cường quốc trong cái vấn đề tuân thủ của luật quốc tế. Thì cái gọi là thôi 12 điểm đó, tôi không nghĩ là nó rõ ràng hơn là cái lời tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi là Tư Tổng Quang, thì nó có hai cái nhìn như thế này. Bây giờ đó thì phía bên Trung Quốc thì nói rằng bên thế giới Tây phương, mà trong đó có Mỹ đó, thì mong muốn nhìn thấy là ông Putin bị đánh bại. Thì ở đây có nghĩa là quân đội Nga sẽ phải triệt thoái khỏi hoàn toàn đất nước Ukraine, gồm có những cái vùng ở phía đông mà chúng ta đã có thảo luận, cái vùng Luhansk rồi cái khu phía đông. Và thậm chí có người còn muốn rằng là Nga phải triệt thoái ra khỏi Crimea mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014 gì đó thì phải. Trong khi đó, đó thì bên Bắc Kinh thì họ nói là cái ý của họ muốn là có một cái sự điều đình giữa Ukraine và Nga, và có thể là Ukraine phải đồng ý nhượng một số cái phần đất, bao nhiêu thì mình không biết, mà Nga đang chiếm đóng để đạt một cái giải pháp hòa bình. Thì họ Bắc Kinh thì họ tố cáo rằng là phương Tây muốn kéo dài chiến tranh, muốn cho Putin hoàn toàn bị thất bại thì mới vừa ý, trong khi và không muốn chấm dứt chiến tranh sớm. Trong khi Bắc Kinh thì nói rằng họ là có thành ý, chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh sớm. Và nếu mà phải cần Ukraine cần phải nhượng đất thì cứ nên thỏa thuận để nhượng đất để cho chấm dứt cái cuộc chiến. Thì luật sư Lưu Tùng Quang nhận xét cái trả lời cái lập luận của phía bên Bắc Kinh như thế nào? Họ nói như vậy nghe có lý hay không? Họ nói như vậy chẳng có lý chút nào cả. Nếu mà cái đó thì nói vậy thì thôi, bây giờ họ dỡ tháo gỡ hết tất cả những cái căn cứ quân sự tại Biển Đông đi. Họ đừng có Biển Đông nữa, để cho vấn đề Biển Đông nó không còn căng thẳng nữa, và họ tuân thủ luật lệ quốc tế đi, theo cái phán quyết của tòa án trọng tài ngày 12 tháng 7 2016. Bắc Kinh nói một điều nhưng mà Bắc Kinh là một ngã. Bắc Kinh là xâm lấn biên giới Ấn Độ, Bắc Kinh là đã từng đánh phía Bắc, biên giới phía Bắc của Việt Nam, rồi cho đàn em Campuchia đánh ở phía Tây Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thành ra tôi nghĩ rằng cái điều mà Trung Quốc nói đó không phải là cái điều mà Trung Quốc làm. Trung Quốc chỉ đóng cái vai trò nói và kiếm lợi, nói một cách tung khác là kiếm lợi, tại vì Trung Quốc là một trong những nước có được đạt được rất nhiều lợi nhuận trong cái cuộc chiến Ukraine. Lý do tại sao? Lý do là tại vì Liên bang Nga không bán được dầu khí, không bán được khí đốt sang cho Tây Âu, thì tất cả những cái thặng dư đó bây giờ là Trung Quốc hưởng hết, Trung Quốc và Ấn Độ hưởng hết, cho nên mà hưởng với giá rẻ nữa. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi nghĩ là Trung Quốc là cái quốc gia có lợi, mà nếu cuộc chiến này càng kéo dài thì Trung Quốc càng có lợi. Tôi không thấy là Hoa Kỳ hay là các quốc gia Tây Âu hay là NATO có lợi về phi nhiệm kinh tế. Là thật sự họ chi tiêu rất nhiều để bảo vệ, để trợ giúp cho Ukraine. Tất nhiên là phương Tây, Mỹ, Canada, nhóm G7 và NATO thì họ cũng có mục đích chiến lược của họ. Là cái vai trò của Ukraine nó quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà nhượng lãnh thổ đó có thể là khó khăn cho Tổng thống Zelensky, nhưng mà cái vấn đề mà trung lập hoặc là không gia nhập tổ chức NATO là cái vấn đề có thể làm cái nhượng bộ có thể chấp nhận được, tôi nghĩ như vậy. Yeah. Cho nên nếu mà một cái giải pháp hòa bình nào đó
mà có sự cần nhượng bộ đó, thì Liên bang Nga rút quân về, có thể là không rút quân tại Crimea trong lúc này, nhưng mà ngược lại thì đứng về phương diện địa lý chính trị đó, thì Ukraine nói là OK, bây giờ tôi gia nhập tổ chức Liên Âu về phương diện kinh tế, nhưng mà tôi không gia nhập vào tổ chức NATO về phương diện quốc phòng. Thì cái điều đó cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Liên bang Nga. Thưa luật sư Lưu Tường Quang, thì vào đánh dấu một năm cái cuộc chiến này đó, thì ông Putin cũng đã có một cái bài phát biểu, và ông cũng lặp lại những cái lập luận mà mình cho rằng là có lẽ nó cũng không có đúng với thực tế. Là ông nói rằng ở đây là hoàn toàn là lỗi của thế giới Tây Phương, và đây là Nga đem quân qua để mà bảo vệ người dân hiền lành, rồi những cái nhà lãnh đạo của phía bên Ukraine là thuộc về nhà dân phát xít, đồ này kia tùm lum tùm lá hết. Những cái lời phát biểu của ông là hoàn toàn nó không có một cái điểm gì đúng với thực tế. Và dĩ nhiên thì đối đáp lại đó, thì Tổng thống Joe Biden cũng đã có một cái chuyến đi chớp nhoáng và bí mật viếng thăm Ukraine. Lý do tại sao Tổng thống Biden lại có một cái chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy? Tôi nghĩ là ông Biden muốn tạo một cái cơ hội lịch sử, muốn làm một cái diễn tiến lịch sử, và ông đã làm được. Tất nhiên cái mục tiêu chiến lược vẫn là xác quyết lại cái sự ủng hộ của Mỹ nói riêng, và của NATO nói chung, và của các quốc gia dân chủ phương Tây nói chung đối với ông Ukraine. Cái điều này nó quan trọng là ông phải giữ được cái niềm tin của tất cả các quốc gia trong tổ chức NATO. Cái chuyến đi này nó có rất nhiều rủi ro. Chúng ta biết rằng ông ta phải đi vào rất sớm, 4 giờ sáng, rồi rời Washington để đi xuyên qua một cái phi trường quân sự, rồi sử dụng một chiếc phi cơ vận tải mà thông thường là đã được cải tiến để làm cái phương tiện cho ông di chuyển trong quốc nội. Ông không sử dụng cái Air Force Number One, và ông cũng không có The Beast, tức là cái chiếc xe Cadillac mà nó bọc thép. Rồi cái chuyến phi cơ nó chở ông tới nước Đức để được tiếp vận thêm xăng dầu. Rồi từ Đức mà đi qua Ba Lan đó, thì cái chiếc phi cơ nó tắt tất cả những cái tín hiệu cho tới khi mà ông đáp xuống Ba Lan, rồi đi từ đó đi xe lửa bọc thép đến Kiev. Ông già 80 mấy tuổi mà cũng hay đi một cái chuyến hành trình vô cùng cực khổ. 80 tuổi chứ chưa 80 tuổi, nhưng mà ông đi như vậy, ông đi như vậy đó. Nhưng mà nếu mà Lưu Sơn có đọc những cái bài tường thuật thì nó rất giống như cái phim ảnh mà trinh thám. Tại vì trong khi mà ông có mặt ở dưới mặt đất ở tại Kiev á, thì trên không trung, mà không phải không trung của Ba Lan của Ukraine, mà là không trung của Ba Lan, thì hai chiếc phi cơ thám thính của Mỹ bay tới bay lui, và phi cơ của thám thính của nước Anh và phi cơ thám thính của Thụy Điển. Tức là 4 quốc gia đã cung cấp những chiếc phi cơ thám thính mà từ không phận của Ba Lan để nhìn vào Kiev để bảo vệ cho ông. Cho nên tôi cho cái chuyến đi đó là một chuyến đi lịch sử mà nó xứng đáng, tại vì ông đã có cái can đảm làm công việc này. Nhưng mà cái đó là mình nói về cái phương diện cá nhân, nhưng mà nói về phương diện chiến lược thì tôi thấy ông rất là thành công. Bây giờ chúng ta phân tích về cái chuyến đi của ông Biden đó, thì tôi nghĩ ông thành công 2/3 mà thất bại 1/3. 2/3 đó là ông duy trì được cái sự đoàn kết của NATO, giữ vững được cái sự thuần nhất của NATO, củng cố được cái sức mạnh của NATO, và nhất là duy trì được và khuyến khích được cái sự hợp tác quan trọng của Ba Lan. Tại vì nếu không có Ba Lan thì cái việc trợ giúp cho Ukraine không thể thực hiện được. Cái đó là một cái điểm rất là quan trọng mà cho cái mục đích đó đã được thành công. Cái mà 1/3 còn lại mà không thành công đó thì nó phát xuất từ cái nỗ lực của ông Bill Clinton, như chúng ta đã trình bày cách đây mấy phút, là làm thế nào để ngăn cản Trung Quốc không viện trợ quân sự cho Liên bang Nga. Thì cái điều đó chúng ta chưa thấy nó xảy ra, nhưng mà nó có thể xảy ra. Và cái điểm thứ hai đó là Trung Quốc giãn phân cách ra một phần cái sự ủng hộ dành cho ông Putin, thì cái điều đó hoàn toàn thất bại. Là tại vì ông Vương Nghị đã có mặt tại Moscow, đã hội kiến với ông Putin và đã xác nhận là cái quan hệ chặt chẽ của hai nước sẽ tiếp tục để chuẩn bị cho chuyến công du của ông Tập Cận Bình tại Nga trong vài tháng sắp tới. Thưa luật sư Lưu Tường Quang, cũng có một số nhà quan sát thì người ta nói rằng là đúng là Mỹ đã trở lại cái vai trò lãnh đạo của thế giới tự do, thế giới Tây Phương, và NATO đoàn kết, Liên Âu đoàn kết trong việc yểm trợ Ukraine. Trong cái cuộc chiến này, tuy nhiên chính trị nội địa của nước Mỹ thì lại có một số dân biểu ở phía bên, đặc biệt là dân biểu bảo thủ của bên Đảng Cộng Hòa,
thì càng ngày càng có hình như có vẻ như có nhiều dân biểu về chính khách của bên Đảng Cộng Hòa thì họ lại đặt cái dấu hỏi, hoặc là cái họ không có muốn nhìn thấy cái sự viện trợ của Mỹ cho Ukraine, họ muốn nhìn thấy giảm xuống nhưng không muốn tăng lên vì những lý do nội địa, vì họ không muốn tổng thống Joe Biden được được điểm, hay là vì bất cứ một cái lý do đó. Liệu nó có cái nguy cơ rằng khi mà gần tới cái cuộc tranh cử tổng thống trong hai năm sắp tới đó, liệu có nguy cơ là chính cái cử tri nội địa hoặc là Đảng Cộng Hòa sẽ thay đổi chính sách mà giảm bớt cái sự ủng hộ dành cho Ukraine hay không? Cái điều đó có thể xảy ra được, sư Tân. Chúng ta cứ nhìn vào cái trường hợp của Việt Nam trước đây. Khi mà Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến tại Việt Nam từ trước năm 1965 và vài năm sau trong 1965, thì cái công luận tại Mỹ ủng hộ cũng như tại Úc. Cái cuộc tham chiến của Mỹ cũng như cuộc tham chiến của Úc tại Việt Nam là khởi đầu là được sự ủng hộ của quần chúng. Nhưng mà cho tới khi mà quân đội Úc và nhất là tới trước khi mà quân đội Mỹ bị thiệt hại về nhân mạng thì cái vấn đề này dần dần nó sẽ thay đổi. Nó trở thành cái phong trào phản chiến nó nở rộ và nó lớn rộng hơn và nó tạo một cái ảnh hưởng rất lớn về phương diện bầu cử. Tôi thấy nó có một sự khác biệt quan trọng giữa cái cuộc chiến Việt Nam và cái cuộc chiến Ukraine. Là cái cuộc chiến Ukraine không có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại diện địa. Quân đội Mỹ có thể gửi cố vấn để giúp đỡ, nhưng mà quân đội Mỹ không có tham chiến tại lãnh thổ của Ukraine. Và cho tới chừng nào mà quân nhân Mỹ không trở về trong những chiếc quan tài phủ lá cờ thì cái sự xoay chiều công luận nó sẽ chậm chạp hơn là trong cái cuộc chiến Việt Nam. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, thì Đảng Cộng Hòa lợi dụng cái trường hợp này, là tôi cho là cái này là chính sách Mỹ dân. Một dân biểu Đảng Cộng Hòa đã nói Tổng thống Joe Biden coi trọng Ukraine hơn là cư dân nước Mỹ. Tại sao ông đi sang Ukraine trong khi mà ông không đi đến cái miền Nam, biên giới với Mexico, là nơi mà di dân bất hợp pháp đang tràn vào nước Mỹ. Tất cả những cái đó là những cái luận điệu nó có cách Mỹ dân. Họ lợi dụng như vậy để họ là gây ra cái tên tuổi của họ. Cho nên cái kết luận, cái nhìn của tôi đó là cho tới khi nào mà Mỹ không bị thiệt hại, tới khi nào mà quân dân Mỹ không bị thiệt mạng tại chiến trường Ukraine, thì cái dư luận tại Mỹ mà xoay chiều lại cái giảm bớt cái sự ủng hộ nó sẽ xảy ra, nhưng mà nó không xảy ra một cách nhanh chóng để nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử năm 2004, năm 2024. Cho nên chúng ta cũng nên nhớ rằng trong những cái ngày gần đây thì cái uy tín của ông Donald Trump đã bắt đầu giảm sụt. Thì mai ra thì họ có một người thay thế là ông DeSantis, lãnh tụ Đảng Cộng Hòa tại Florida, DeSantis. Thành ra tôi lúc xưa tôi nhắc lại ông Tổng thống Donald Trump, nếu tôi nhớ không lầm đó, thì khi ông Trump lên ông đã có những cái cuộc gặp mặt với Putin và hai người có vẻ thân thiết dữ lắm, hầu như là đến nỗi mà ông John Bolton đó, ông lo ngại là đôi khi sợ ông Trump tiết lộ những cái tình báo riêng của Mỹ qua cho ông Putin biết nữa. Mà không biết có một lý do gì, có vẻ do ông Trump ông rất là thích ông Putin. Lỡ mà ông trở lại ông làm tổng thống Mỹ thì mình cái chính sách của mình sẽ có thay đổi trong cái việc trong cái cuộc chiến với Ukraine hay không? Tôi nghĩ rằng ông Donald Trump ông rất là tin tưởng vào cái khả năng của ông, là tại vì ông muốn làm bạn với ông Putin, và ông đã từng nói rằng nếu mà ông còn làm tổng thống đó thì cái cuộc chiến ở Ukraine nó không xảy ra. Chúng ta không biết được, tại vì có là một cái giả thuyết rất lớn, chúng ta không biết được nó có đúng hay không. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà ông Putin, xin lỗi, nếu mà ông Donald Trump mà lên làm tổng thống trở lại, tức là phải vào năm, phải đầu năm, phải tháng giêng năm 2025 thì ông có thể trở lại tòa Bạch Ốc được. Tại vì bầu cử thì tháng 11 năm 2024, nhưng mà nhậm chức thì nó phải là ngày 20-21 tháng giêng 2025. Thì tôi không nghĩ là cái cuộc chiến Ukraine nó sẽ kéo dài tới cái đó. Cuộc chiến Ukraine sẽ chấm dứt trước khi ông Donald Trump có thể trở lại tòa Bạch Ốc. Vâng, với những lời nhận xét như vậy thì tôi xin được tạm kết chương trình Điểm báo Thế giới ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại luật sư Tư Văn trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn luật sư Thân, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của Vietsite TV đang theo dõi chương trình này. Xin kính chào tất cả.
Kính thưa quý khán giả của Vietfast TV, chương trình Điểm báo thế giới của chúng tôi với luật sư Lê Tường Văn đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý vị theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trân trọng cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.